Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Minh Tránh của em Hương Ú. Và hôm nay bên Hương vừa mới hoàn thiện xong một cái mẫu nhà. Quý anh chị mình nhìn cái căn kế bên thấy có quen thuộc với mình không ạ? Thì cách đây vài hôm thì bên Hương cũng đã quay bán và review cho quý anh chị rồi. Và bây giờ mọc thêm một căn kế bên thì Hương có hứa hẹn là một hai hôm nữa Hương sẽ đến quay cái căn này cập nhật cho quý anh chị. Và nay cũng đã hoàn thiện được 90% rồi. Hương đến quay khi mà quý anh chị mình mua trong thời điểm mà quá trình mà Hương đang gần sắp sửa hoàn thiện á, thì sẽ có một cái mức giá ưu đãi cho quý anh chị. Cứ liên hệ cho Hương sẽ được một cái mức giá tốt nhất ha. Và bây giờ cái giá tổng của nó thì chỉ có là 1.850.000.000 thôi. Nhưng mà liên hệ trực tiếp sẽ có một cái mức giá ưu đãi mua trong thời điểm này. Và bên trong sẽ tặng những cái gì thì từ từ Hương sẽ review sơ làm cho quý anh chị ha. Bây giờ thì Hương sẽ nói trước con đường lại một lần nữa nha. Cái đường này, đây là đường thông ha, đây là đường đan thông, rộng tầm khoảng là 4m, xe hơi xe tải mình di chuyển đến nơi. Đây là mình thẳng ra là sẽ đụng ngay chỗ là ngã ba Mỹ Lộc. Quý anh chị có đi xem á, thì cứ chạy đến ngã ba Mỹ Lộc đó, liên hệ cho Hương, Hương ra đón nha. Còn cái hướng này thì quý anh chị mình sẽ chạy thẳng ra luôn, là mình sẽ ra là đường TH20. Cái đó là mình về quốc lộ 50, mình đâm thẳng về Cộng Thình rồi luôn anh chị. Đường thông tứ tung, nằm trong khu dân cư thì ở cũng rất là đông đúc rồi, yên tĩnh rồi nha. Mẫu nhà ngày hôm nay với một cái diện tích là ngang của nó là 4m2 và dày vào á thì tới tận là 30. Ở đây thì vẫn làm cho mình một cái vỉa hè lót gạch sạch sẽ hết. Ở đây là sẽ giao nhà hoàn chỉnh, chỉnh chu, điện nước đồ đầy đủ hết nha. Nhà này là sổ hồng riêng 100%, đất full thổ cư luôn, cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ vay. Nếu như mà quý anh chị mình muốn vay thì bên Hương sẽ hỗ trợ mình vay vốn nha. Vay được là 50-70% giá trị của ngôi nhà. Bước vào trong sẽ là cái lớp cửa đầu tiên, sẽ là lớp cửa 4 cánh bằng sắt sơn tĩnh điện và khắc những PVC mạ vàng trông rất là xinh. Ở ngoài thì mặt dựng bên Hương sẽ thiết kế cho mình, sơn cho mình là nhấn nhá những cái khung viền màu vàng ha, trông rất là xinh anh chị ha, cũng là phong cách luôn. Và tiến vào trong thì sẽ là một cái sân rộng rãi cho quý anh chị mình đậu xe hơi, xe máy thoải mái. Thì bên Hương sẽ tặng riêng cho quý anh chị mình khi mà mua nhà bên Hương, mua căn này nha, là bên Hương sẽ tạm cho mình một cái mái che đưa ra luôn. Khung hàng rào sắt bao bọc lại hết cho quý anh chị. Còn ở đây thì gạch nền vẫn lót sạch sẽ rồi, hệ thống ống cống nước. Ở đây mình còn gắn thêm cho mình là những các hệ thống bóng đèn nữa chị ha, bóng đèn LED rồi đầy đủ. Và một cái bậc nâng cấp bước vào bên trong. Và cái cửa bảo vệ này thì bên Hương sẽ làm cho mình là cửa nhôm sinh pha 4 cánh ha, hàng cao cấp luôn. Chừng vài hôm nữa thì sẽ đầy đủ. Và bên đây sẽ là một cái khu vực không gian phòng khách. Thì vách tường bên đây thì sẽ ốp cho mình là một cái vách gương phản chiếu. Thì bên đơn vị mấy anh thợ đang làm thì vài hôm thì cũng ok hết. Và trần trên thì sẽ là trần thạch cao, trang trí cho quý anh chị mình một cái bóng đèn pha lê trông rất là xinh. Bên đây thì mình vẫn ốp vách PVC. Mình ốp đây, ở đây là mình giả gỗ. Ở đây thì mình vẫn làm cho mình là cái tủ giật hộp ha, để quý anh chị có thể để cái tivi to đùng ở khu vực này. Rồi, kế tiếp, nhà này cấp 4 Hương thích nhất của nó là bên chủ sẽ thiết kế cho mình tới tận là 3 phòng ngủ lận và 2 nhà vệ sinh. Đây là bước xuống, mình sẽ đụng một cái phòng đầu tiên. Tường gạch thì cũng ốp lát sạch sẽ, mấy anh thợ đang làm anh chị. Mua trong thời điểm này thì sẽ có một cái mức giá tốt, ưu đãi giá hờ cho quý anh chị mình luôn nha. Cứ liên hệ cho Hương để mình có thể về đây. Có nhà vệ sinh nằm ở phía trong luôn, cho mình sinh hoạt tiện lợi quá trời luôn anh chị. Quay hôm nay quay thì có nhiều thứ hơi bị thiếu sót, thì mong rằng là quý anh chị ơi thông cảm bỏ cho qua cho bên đơn vị Hương nha. Rồi, cái tiếp nữa thì sẽ là cái phòng thứ hai. Phòng này cũng như phòng kia mà có một cái là sẽ không có nhà vệ sinh ở đây ha. Nhà vệ sinh thì mình sẽ làm ở cuối giải, chỉ có một cái phòng đầu là sẽ có nhà vệ sinh nằm ở phía trong thôi. Trần rất là cao luôn. Nhà này mà quý anh chị mình có thành viên á, tầm khoảng là từ 4 đến 6 người về ở thoải mái nha. Đây, nhà vệ sinh thì bên Hương sẽ để ở giữa, đầy đủ hết luôn. Mình sẽ tặng riêng cho quý anh chị mình một cái năng lượng nước nóng, máy nước nóng mặt trời luôn nha anh chị. Giao nhà quá trời luôn. Khi mà về đây quý anh chị cứ xem đi, tặng những thứ gì, làm những thứ gì, bên Hương sẽ ghi trong cái hợp đồng hết cho quý anh chị luôn. Khi mà giao nhà thì sẽ giao y chang trong hợp đồng và còn được bảo hành nhà mới lên chị ơi. Quá tuyệt vời. Phòng này là cái phòng cuối cùng ha. Ống đồng dây chờ thì bên Hương cũng làm hết rồi. Tiến ra đây là cái khu vực không gian bếp nè. Không gian bếp cũng rộng nè. Ở đây sẽ lót cho mình đá hoa cương và sẽ làm cho mình một cái kệ tủ ở phía trên luôn và cái kệ tủ ở dưới ha. Ken
nói chung là mẫu mã thì bên Hương cũng đã set up sẵn hết rồi, cũng có thiết kế đồ hình ảnh sẵn hết rồi, thì mình cứ về đây mình xem có gì mình ok thì Hương sẽ cho mình xem cái mẫu mã bên đơn vị Hương vừa thiết kế ra đó, thì Hương sẽ cho mình xem ha, có những gì đầy đủ hết cho quý anh chị mình luôn. Rồi kế tiếp, có cái cửa sổ đây đó nè, mình làm cái cửa sổ đây ha, chỗ nấu nướng. Rồi ra đây thì sẽ là một cái sân sau nhỏ nhỏ, có một cái cửa bên hông để cho mình đi ra ngoài hướng gió luôn. Cái cửa này thì bên đơn vị Hương chưa có làm cái cây kéo ở đây nên mở ra không có được ha. Đó, vài hôm nữa thì cũng xong. Ở đây thì sẽ để vậy nè, nhưng mà bán nếu mà bán theo hiện trạng bây giờ á, bây giờ quý anh chị mình mua á thì xuống xem á được á thì bên Hương sẽ làm mái che làm dao hoàn thiện luôn, còn khi mà hoàn thiện rồi có tặng hay không là do chủ nha. Nhưng mà Hương nói trước là trong quá trình này mình mua, mình xuống đây mình coi nhà được ưng ý, mình cọc trước á, cọc trước một ít thì bên Hương sẽ làm nhà hoàn thiện luôn. Quý anh chị mình chỉ cần ở nhà mình có ba lô sách vô ở thôi, không cần phải sửa chữa hay làm gì hết ha. Thì cam kết đúng nhà đúng giá, thì có gì thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho Hương Ú đi, để Hương Ú có thể trao đổi cho nó rõ ràng hơn, cho nó cụ thể hơn, tư vấn cho nó được chính xác hơn anh chị ha. Thì mình cứ liên hệ thì có sao Hương sẽ nói vậy. Giờ thì Hương xin một lần nhắc lại, nhà thì nhà cấp 4 với một cái diện tích là ngang 4m2, về vào thì tới tận là 30, cho mình là 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, có sân trước đậu xe hơi, sân sau thì hướng gió trời, hướng nhà của mình là hướng đông bắc, giá tổng đúng là 1.850 tỷ, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ mua trong thời điểm hoàn thiện được 90%, thì về đây bên Hương sẽ để lại một cái mức giá ưu đãi cho quý anh chị, ưu đãi nhưng mà vẫn giao nhà ok hết, chứ không phải là ưu đãi mà bỏ nhà như vậy giao cho quý anh chị nha, không. Giao nhà hoàn thiện 100% luôn. Đường xá thì rộng rãi quá trời luôn, thích quá trời thích. Quý anh chị có đi xem nhà thì cứ chạy đến ngã ba Mỹ Lộc liên hệ cho Hương Ú nha, để Hương Ú ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Thì Hương nếu như mà cái mẫu nhà này còn thì Hương sẽ hẹn quý anh chị mình là một tuần nữa Hương sẽ quay về đây, sẽ quay nhà hoàn chỉnh cho quý anh chị. Còn là hết thì Hương sẽ chào những căn khác nha. Bây giờ thì em Hương cũng chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý bên kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Xin chào và hẹn gặp lại.